Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách tạo chuyển động đồng hồ xoay giống như video rap Việt mình đã từng làm. Cái khó của chuyển động này đó là khi chúng ta thêm hiệu ứng spin, mở bảng quản lý, nhấn xem thử thì hai kim sẽ xoay ở giữa thay vì ở đầu kim. Vậy thì làm sao chuyển tâm từ giữa về đầu kim bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần giữ control kéo kim về phía đối diện để nhân đôi, chọn hai kim này, nhấn chuột phải để nhóm lại làm một. Để ẩn đi kim thứ hai, chúng ta vào shape format, vào phần tô màu nền và để là no fill. Cuối cùng chúng ta vào animation, thêm hiệu ứng spin. Và lúc này kim sẽ xoay ở đâu như là chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ làm tương tự với kim giờ, rồi di chuyển hai kim về với tâm của đồng hồ. Mình sẽ chỉnh tốc độ của kim phút là 0,5 giây và kim giờ sẽ gấp 12 lần, tương đương với 6 giây. Chúng ta giữ control chọn cả hai hiệu ứng, nhấn chuột phải để chúng chạy cùng nhau và lại nhấn chuột phải vào timing và để chuyển động lặp lại đến hết slide. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Chúng ta cũng có thể vào Effect Option để chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ để tạo ra cảm giác đang quay trở lại quá khứ kể một câu chuyện ngày xưa. Cùng follow trang TikTok của Nineslide để học thêm thật nhiều chuyển động sáng tạo trên PowerPoint nhé.